Tối 6 tháng 9 năm 2023, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường vụ một người đàn ông được cho là đã dùng hung khí tấn công hai người phụ nữ, sau đó cố thủ trong nhà nghi tự sát tại hẻm 23 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều 6 tháng 9, người dân sống tại hẻm 23 Nguyễn Hữu Tiến nghe tiếng cự cãi tại một ngôi nhà trong hẻm nên chạy sang kiểm tra. Lúc này, mọi người thấy hai người phụ nữ chạy từ bên trong nhà ra ngoài, trên người có vết thương. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trên tay cầm hung khí, đuổi theo phía sau. Người này sau đó vào nhà chốt cửa cố thủ bên trong. Người dân gọi báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt đưa hai người phụ nữ bị thương vào bệnh viện. Lực lượng chức năng sau đó phá cửa xông vào bên trong căn nhà, nhưng người đàn ông đã tử vong. Một số người dân sống tại khu vực cho biết, người đàn ông này làm nghề giày da, còn hai người phụ nữ bị thương là người thân trong gia đình. Người đàn ông này sống chan hòa với bà con lối xóm, tuy nhiên lại có mâu thuẫn với gia đình vợ. Liên quan vụ việc này, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Tây Thạnh cho biết, hiện nguyên nhân vụ việc cũng như người đàn ông tử vong đang được công an điều tra làm rõ.